Chào mừng các bạn đã trở lại với vườn ươm Hải Đăng. Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về quy trình ươm hạt giống hiệu quả. Trước hết mình có chuẩn bị ở đây là hạt giống. Ở đây mình chọn hạt giống ớt hoa hồng để ươm. Các bạn nên chọn hạt giống ở những điểm bán hạt giống uy tín, chất lượng. Mình có chuẩn bị một cốc nước sôi và một cốc nước lạnh. Một nọ kích thích da dế cực mạnh N3M, khăn giấy và một miếng ni lông và một bầu ươm hạt. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành ươm hạt giống. Chúng ta sẽ hòa một cốc nước ấm. Tôi sẽ đổ cốc nước sôi vào nước lạnh và kiểm tra độ ấm của nước. Chúng ta cảm nhận trong nước ấm là được. Sau đó tôi sẽ hòa một ít thuốc kích thích da dế vào nước. Rồi, sau đó tôi sẽ đổ hạt giống vào cốc nước ấm. Vì hạt giống hoa hồng hạt rất khô, vỏ rất khô nên mới đầu thì hạt nổi bồng bềnh trên nước như thế này. Chúng ta sẽ đợi một lúc thì hạt sẽ chìm xuống, khi mà ngấm nước hạt sẽ chìm xuống. Chúng ta để ngâm hạt khoảng 8 đến 12 tiếng. Như vậy tôi đã ngâm hạt khoảng 8 đến 12 tiếng. Sau đó chúng ta sẽ vớt hạt ra, đặt lên khăn giấy. Sau đó chúng ta sẽ cuộn khăn giấy lại. Rồi dúng vào trong nước. Và cuộn bên ngoài một lớp ni lông. Như thế này. Như vậy hạt giống đã được ủ trong khăn giấy và bên ngoài là ni lông. Các bạn để ủ hạt như thế này trong khoảng 2 đến 3 ngày thì hạt sẽ nảy mầm. Như ở đây mình đã ủ hạt được 3 ngày. Hạt nảy mầm như thế này ạ. Đây các bạn thấy, 3 ngày hạt nhú mầm như thế này. Chúng ta sẽ tiến hành gieo hạt giống vào trong bầu đất. Lưu ý ở đây là các bạn chọn bầu đất phải có lỗ thoát nước ở bên dưới đáy.
để tránh tình trạng ngập úng cho hạt, làm thối hạt. Chúng ta sẽ gieo hạt giống vào trong bầu ươm. Và chúng ta phủ lên một lớp đất nhẹ. Lưu ý là phủ lên một lớp đất nhẹ để cây có thể dễ dàng nhú chồi lên khỏi mặt đất. Sau đó chúng ta sẽ đưa bầu ươm này vào nơi râm mát và phun sương cho đất, tạo độ ẩm cho đất. Khoảng 5 đến 7 ngày thì cây sẽ nhú lên như thế này. Đây là bầu ươm mình đã ươm được 5 ngày, sẽ nhú lên như thế này. Như vậy, vườn ươm Hải Đăng đã giới thiệu với các bạn về quy trình ươm hạt giống hiệu quả. Nếu bạn nào còn thắc mắc hoặc cần được tư vấn thêm thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0966 446 329. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại các bạn tại các clip tiếp theo.